Tại Sri Lanka này có một cây đa khoảng hơn 2.000 năm tuổi. Vào đây là như là ở trong cái xứ sở của thời xưa, vẫn còn đang tồn tại nguyên vẹn các bạn. Nhỏ là mưa. Thằng xem ở trên này dốc thẳng đứng luôn nha. Lúc ở dưới nhìn lên các bạn cũng đã thấy dốc phải nói là thẳng đứng luôn. Wow. Just after 5 minutes and exchange very quickly. Bây giờ thì mình đang trên đường tới một cái di tích rất là nổi tiếng. Nó là một cái quy hoạch đô thị mà nó nằm ở trên một cái ngọn núi rất là cao. Từ thời cổ đại tới giờ rồi, năm chỉ 400 mấy thôi nha các bạn. Là từ thế kỷ thứ 5 thôi, 400 mấy thôi. Bây giờ là đã hơn 1.500 năm rồi. Đây là một trong những kỳ quan của thế giới luôn. Đây là trong khuôn viên của Sigria rồi. Mình đang trên đường đi vào Sigria. Và Sigria là tên của một khu di tích cổ. Ok. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu di tích Sigria. Đây là một địa danh gọi là một trong những nơi mà nổi tiếng nhất thế giới các bạn. Như các bạn biết thì ở trên thế giới này có 7 kỳ quan thế giới mới. Và thậm chí đây có thể là được xếp vào kỳ quan thế giới cổ luôn các bạn. Nó không chính thức nằm trong 7 kỳ quan thế giới, nhưng mà người ta ngầm định đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới các bạn. Và đây là một nơi mà rất là đáng để đi. Và Sigria có thể nói là một cái chuẩn mực điển hình cho một cái quy hoạch đô thị cổ từ cái thời mà cổ đại. Đặc biệt là nó nằm ở trên một cái ngọn núi như một cái hòn đá lớn. Và từ 1500, 1600 năm trước rồi các bạn, từ thế kỷ thứ 5 cho đến nay là năm khoảng năm 400 mấy. Bây giờ mình sẽ đi mua vé để vào bên trong. Thường thì những khu di tích, cả các khu di tích, những cái mà kỳ quan thế giới thì đều mua vé các bạn, đều mua vé đi đến đó. Giờ thì cũng như là những cái kỳ quan khác, mình cũng phải mua vé, họ bảo tồn các kiểu nên họ cần chi phí và họ duy trì và bảo quản được những cái kỳ quan này, cũng như là họ thu hút thêm được khách du lịch đến với quốc gia của họ. Và bây giờ mình cũng phải mua vé thôi các bạn. Đây là quầy vé. Yeah, I want to ticket. Sorry sir, he only local ticket, we have to go museum and buy your ticket. In museum? Yeah, in museum. Vừa rồi thì mình hỏi mua vé nhưng mà ở đây họ bán vé cho người địa phương thôi. Không hiểu tại sao là như vậy. Tại sao họ phải tách ra làm hai nơi như vậy? Họ có thể làm chung một quầy như vậy thì người ta sẽ đỡ nhầm lẫn hơn. Bây giờ thì mình phải đi qua bên khu mua vé cho khách nước ngoài. Một điều mình rất là thích ở Sri Lanka đó là bạn thấy xung quanh mình đây toàn là cây cối. Và ở đây người ta có rất là nhiều vườn quốc gia, người ta bảo vệ cây cũng như là động vật rất là nhiều. Thì xung quanh mình là toàn là cây cối như thế này, cảm giác rất là dễ chịu, rất là mát mẻ. Mình sẽ đi vào nơi mình mua vé. Ticket office. Mình thấy quầy vé của nó rất là lớn nha các bạn. Có nghĩa là ở đây là người ta đến rất là đông, mua vé rất là nhiều. One ticket. Yeah. How much? 9,600 rupees. Wow, một cái vé này rất là mắc các bạn. Yeah. Thank you, Stuti. Ở để Sri Lanka money là tiền Sri Lanka là 9,600 là khoảng 10.000. 10.000 là 700.000. Tuti, mình đã có vé trong tay rồi các bạn. Vé như thế này thôi. Này là một vé đó, giống như là tự in ra thôi. Quan trọng là bên trong này nó có mã code này để người ta quét thôi. Đó, yêu quái tới rồi. Mà xem trời nè, trời rất là thất thường luôn. Tại vì ở đây là quốc đảo nha. Ở đây có rất là nhiều cái trứng cá. Yêu quái tới rồi. Ở đây cũng là đất Phật luôn nha các bạn. Xem gió ao ao luôn. Mà trời ơi, mưa luôn. Mua cái vé 700-800 nghìn xong mưa luôn. Khoảng 5 phút trước là trời còn nắng. Không thấy được mới có 5 phút thôi làm sao mà trời nó chuyển rất là nhanh các bạn. Đây là quốc đảo. Và đảo các bạn biết rồi, gần biển thì thời tiết nó rất là phức tạp. Buồn thì nó kéo đám mây tới, nó mưa chơi vậy thôi các bạn. Mình thấy nó hơi nhỏ mấy giọt rồi nè. Kiểu này là thấy không ổn rồi, không biết bên trong có chỗ nào tránh mưa không, chứ kiểu này là nó sẽ mưa nhưng mà không biết khi nào nó mưa, nhưng mà chắc chắn là mưa mây đang khui rồi. Vào trong này rất là mát, toàn là cây xanh thôi. Bạn xem, ở đây có rất là nhiều cây đa nè, những cây bồ đề này thì toàn là ngàn năm thôi các bạn. Bây giờ mình phải đưa vé, phải vào cổng đây. Ê, sorry. Ok, thank you, Stuti. It's gonna rainy. Yes, I'm also worried. Just after 5 minutes and it changed very quickly. Oh my god, it's so funny. Đây là những dấu tích. Đây được cho là một cái quy hoạch đô thị xưa cổ nhất thế giới. Một cái đô thị đầu tiên trên thế giới. Wow, rất là đã. Đi trong khu này mà gió coi coi.
và người ta đi về hết, có mình đi vào và một bạn Tây kia đi vào, hai người. Oh, đây là hòn đá Sigria, là nó nằm trên hòn đá đó nha các bạn. Hồi xưa cái hòn đá này là một cái pháo đài, từ cái thời thế kỷ thứ 5 thì vua ở đây xây cái pháo đài hai, xây cái pháo đài ở trên đó. Cái đô thị đầu tiên trên thế giới là ở trên đó các bạn. Hello. Above à? Mình thấy khuôn viên của mình đây là cái làng mạc ở dưới chân núi thôi. Và ở trên kia là cái pháo đài chính thức của nó, là cái pháo đài trên đó. Pháo đài trong cái thời của ông vua đó thôi. Và sau khi mà ông vua này ông mất thì cái pháo đài này là bỏ bê, tại vì nó sẽ không có công dụng nhiều các bạn, nên là người ta bỏ bê. Người ta sử dụng cái pháo đài đó như là một cái tu viện lớn cho tới khoảng thế kỷ 15-16 các bạn. Người ta sử dụng 1.000 năm luôn. Trong khoảng 1.000 năm tiếp theo nó không còn là pháo đài nữa mà nó là cái tu viện Phật giáo. Hồi đó ở đây Phật giáo rất là thịnh, tại vì tại Sri Lanka này có một cây đa khoảng hơn 2.000 năm tuổi. Cây đa đó là cái nhánh của cây đa mà Đức Phật đắc đạo tại cây Bồ đề đó, và cây Bồ đề gốc đã chết rồi, nhưng mà hồi đó công chúa con gái của vua A Dục Vương đã đem cây Bồ đề đó trồng tại Sri Lanka này, và từ đó tới nay thì cây đó vẫn còn sống, đâu đó hơn 2.000 năm rồi, và nó có những cái gốc rễ như vậy, nên là Phật giáo đây rất là phát triển. Và cho tới ngày hôm nay ở đây vẫn là một đất nước Phật giáo. Mà xem đường đi lên thiên đường. Wow, cao chưa? Tảng đá này nó là tảng đá mà cao quá, như cái núi mà có cây cỏ mọc nữa, nằm tách biệt như vậy. Và cái tảng đá này là từ thời xưa. Tại sao nó có tảng đá này? Vì hồi xưa là sự phun trào của núi lửa, nó phun sao không biết ra cái tảng đá như thế này. Và ở trên tảng đá này là cao khoảng 300 mấy chục mét so với mực nước biển. Và đây là một cái pháo đài cổ nhất, và là một cái đô thị quy hoạch cổ nhất từ xưa tới nay. Những kênh rãnh của nó nè, rãnh nước nè, quy hoạch rất là bài bản. Một trong những điển hình đầu tiên tồn tại cho tới tận bây giờ, là một trong những cái di tích tồn tại lâu đời nhất về cái quy hoạch đô thị. Một cái đô thị mà nó quy hoạch rất là bài bản. Đây chỉ là chân của cái pháo đài, và cái pháo đài là cái hòn đá lớn này thôi. Khung cảnh của nó nè, cây cối sùm hết. Những cái đường lối này mình thấy không? Quy hoạch rất là bài bản. Nhìn một cái sự quy hoạch rất là rõ ràng, chia ra ô, rất là rõ ràng. Đây là quy hoạch giống như những khu đô thị mới của mình thôi, nhưng mà đây giống như là tổ tiên của sự quy hoạch, gọi là tổ tiên luôn, tại vì đây là một cái quy hoạch đầu tiên cổ xưa nhất và bây giờ còn bảo tồn tốt nhất như thế nào thì các bạn xem những cái mà ô như thế này, thấy chưa? Điều rất là rõ ràng. Thậm chí là có hẻm, có đường, có kênh nước này kia các kiểu, và thậm chí có đài phun nước nữa các bạn. Và có thể là đây là cái đài phun nước đầu tiên trên thế giới luôn các bạn, gọi là tổ tiên của đài phun nước luôn. Những cái phát minh như vậy mà nó lại nằm ở Sri Lanka, đó là tên tiếng Anh, nhưng mà đất nước này là một quốc đảo, và cái hình của đất nước này nó như là một giọt nước mắt vậy các bạn, nên là nó gọi là giọt lệ Sri Lanka. Mà Sri Lanka thì người ta hay gọi cái tên là Tích Lan, là dịch từ tiếng Trung Quốc ra, tiếng Trung Quốc là Si Lan, người Việt mình hay gọi đây là giọt lệ Tích Lan. Xem không gian nó nè. Wow, chỗ này cực đỉnh luôn các bạn. Không phải là một nơi quá đẹp này kia để check-in, nhưng mà nó là một không gian rất là tuyệt vời. Mình rất là thích những không gian mà có cây xanh như thế này. Khi mà mình vào đó các bạn, mình không chỉ chụp hình check-in mà mình có rất là nhiều cảm giác. Nơi này bảo quản rất là tốt, và mình vào đây là mình như là ở trong cái xứ sở của thời xưa, chứ không phải là cứ đi check-in thì mới hay các bạn. Cảm giác của mình nói cho mình biết là mình thích hay không, chứ không phải là những cái tấm hình đẹp nó nói cho mình là mình thích hay không. Đó là một cái mà kinh nghiệm của mình khi mình đi du lịch. Và đây còn được gọi là pháo đài sư tử nữa, tại vì hồi xưa thế kỷ thứ 5 á, ông vua này ông mới xây một cái cổng hình con sư tử, có chân có móng vuốt luôn. Wow, khu này rất là rộng. Mình đi cả nguyên một cái khu, một cái pháo đài, một cái thành cổ các bạn, nên là rất là rộng. Có thể là mình sẽ đi mình sẽ bỏ sót, và rất là hay. Đây có bạn chỉ dẫn, là hướng dẫn cho mình biết luôn là khi mà mình về mình nhớ xem chỗ này nha, chứ không là bỏ sót kiểu vậy. Còn bây giờ thì không cần phải xem chỗ này mà xem lối vào nè. Họ đã thu hút khách du lịch rất là nhiều năm rồi. UNESCO công nhận cái khu này là thành di sản văn hóa thế giới từ năm 1982 rồi các bạn, nên là rất là lâu rồi. Ta làm cái khu này thành một cái khu du lịch và rất là bài bản. Đây là một lối ra cho những người mà không có đi bộ được nhiều, họ chỉ dẫn rất là rõ ràng, tại vì khu này rất là lớn. Đi vào khu này giống như là đi vào một cái hang động của yêu quái, giống như kiểu trong phim Tây Du Ký hồi xưa. Không biết là mình quay thì các bạn có nghe được âm thanh hay là gió mạnh như thế nào, cảm nhận được không? Và ở ngoài đây thì bạn sẽ thấy, nếu mà bạn đi một mình chắc bạn rùng mình luôn, gió mạnh lắm. Ở đây là như một khu rừng, mặc dù là đường đi nó quy hoạch rất là bài bản, nhưng mà sẽ có rất nhiều cảm giác. Ba lô của mình thì hiện tại đang nặng khoảng 10 mấy ký thôi, lúc nào cũng 10 mấy ký, nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ 10 mấy ký trong đó. Và bây giờ thì bắt đầu mình đi lên trên đá rồi, mình lên trên đá trên kia rất là cao nha các bạn, tranh thủ đi lên trên để nó mưa.
hy vọng mình kịp và hy vọng đừng có mưa quá sớm. Quan trọng là những cái đồ nhiếp ảnh của mình nó sẽ không bị ướt. Ôi trời ơi, gió ào ào luôn. Các bạn xem từ dưới này nhìn lên nè, rất là nhiều bậc thang. Khủng thật. Ở đây thì nhà nước làm những cầu thang như thế này, làm tách rời như thế này để cho được ảnh hưởng tới cái di sản văn hóa này. Thực sự là gió muốn bay người luôn. Bay nón rồi. Ồ, hồi bay cái nón rồi. Nhóm này chạy xuống lấy nón. Ồ. Quá trời. Đi vào thời tiết tạo thêm phần kịch tính hay sao trời. Gió muốn bay luôn. Đây rất là nguy hiểm nếu mà ra ngay chỗ gần vực Đức. Wow, trên cao nhìn xuống nè các bạn. Bên kia có tượng Phật nữa nè. Yêu quái tới rồi. Hồi xưa là bậc thang như thế này, nhưng mà nó cũ rồi, nó hỏng rồi, nên là người ta không có đi đường này nữa. Xem rất là cao ở trên kia. Đỉnh chưa? Đây là một trong những nơi phải đến trong cuộc đời nha các bạn. Nếu các bạn nào mà thích đi du lịch thì đây là một trong những nơi phải đến trong cuộc đời. Tại vì như mình đã nói thì ở đây là người ta xem như là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Như các bạn thấy, nãy giờ đường đi vào trong này toàn là cây đẹp không nha. Lên ở trên cái vực này thì rất là đẹp nữa. Qua trên này nhìn xuống nè. Và cái dốc này khá là cao các bạn, không thấp đâu. Đi lên đi xuống hết 2 tiếng đồng hồ. Cao và nó làm cái dốc rất là đứng các bạn. Cũng khó làm dốc. Đây là một cái hòn đá dựng đứng như hình vuông, hình chữ nhật luôn các bạn. Nên là người ta cũng làm theo tỷ lệ thuận với cái độ cao của hòn đá thôi. Hồi xưa gạch nó như này nè. Nếu các bạn xem kênh của mình lâu thì các bạn cũng biết được là từ 2-3 nghìn năm trước thì người ta đã sử dụng gạch để người ta làm những cái kiến trúc hồi xưa rồi các bạn. Wow, gió thổi muốn bay người luôn. Đi quái nhiều quá. Như mình nói thì đây còn gọi là pháo đài sư tử. Bạn xem cái móng vuốt của sư tử nè. Từ 1600 năm trước rồi và người ta cho xây móng vuốt của sư tử như thế này. Bạn thấy đẹp không? Từ 1600 năm trước mà người ta đã làm ra như thế này. Bạn xem móng vuốt của sư tử nè. Và nguyên cả cái pháo đài này như là một con sư tử. Đây là móng vuốt và đây là cái thân của mình của con sư tử. Và ở trên kia là cái phần thân của con sư tử. Gió trên này rất là lớn. Wow, bạn xem giống y như con sư tử, có 2 cái chân đằng trước nè. Ôi trời, đẹp chưa? Đẹp cực. Mà áo diệu cực, 1600 năm trước đã là như vậy rồi. Nè, bạn xem nè. Đây là The Lion's Paw Tourist. Là cái này là kiểu như là đi lên cái phần ở trên của cái chân con sư tử. Đây chính là cái bản vẽ xem 2 cái chân. Và đây là phần thân nè. Và mình thì đang đứng ở đây. Có chỉ dẫn rất là rõ ràng và đây là những cái mô tả. Ok, mình sẽ rủ bạn nữ này đi lên trên. You wanna go upside? Just wait maybe 10 minutes. Oh, ok, it's gonna be... But now I think it's quite dangerous. The wind is really really strong. Where are you from? I'm from Vietnam. Bạn này là người Nam Phi. You're very cute. Very strong. So I will go up. Ok. Ok, không sao đâu, mình tranh thủ đi lên chứ để nó mưa các bạn. Nó mưa thì không đi lên được luôn, còn bây giờ thì gọi là khó đi lên thôi. Bây giờ gió rất là mạnh và bạn nữ này không dám lên tại vì gió mạnh lắm. Wow, gió nó thổi muốn bay người luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đi lên các bạn. Một là lên bây giờ, còn chút nữa thì không chắc có lên được hay không. Thà khó lên một xíu nhưng mà mình sẽ lên. Gió rất là mạnh các bạn. Wow, bằng nửa kia thì không dám lên. Wow, mưa lớn luôn rồi. Mình hy vọng sẽ không sao. Nếu mà nguy hiểm quá chắc mình sẽ đi xuống các bạn. Gió rất là mạnh. Đi quái tới rồi các bạn. Tại vì ở đây là một cái không gian rộng lớn. Chỉ có một cái ngọn núi này nên là không có vật cản. Gió cực kỳ mạnh. Cố gắng review cho bạn xem. Gió mà mưa. Wow.
ở đây bạn xem có hai đường đi lên. Tại vì sao ở đây là như mình nói là nó rất là đáng đi, như là một kỳ quan thứ 8 của thế giới, rất là đông người kéo tới đây. Một đường là không đủ để đi, phải hai đường. Bạn xem ở trên này dốc thẳng đứng luôn nha, lúc ở dưới nhìn lên các bạn cũng đã thấy dốc phải nói là thẳng đứng luôn. Đây như một tảng đá đó các bạn, tại vì đây là hồi xưa núi lửa phun trào và nó tạo nên cái tảng đá này, những bậc thang cuối cùng để đi lên được trên phần gọi là rooftop, gọi là terrace, là phần trên cùng của con sư tử. Ở đây chỉ có một tảng đá này là cao, với lại bên kia có một cái đồi cũng là tảng đá luôn các bạn, là cao thôi, còn lại là không có một cái nào hết. Thấy không, tuốt ở đằng xa kia là không có cái nào hết, không gian rất là rộng lớn. Cuối cùng mình cũng đã lên được ở trên cùng, gió rất là lớn, rất là nguy hiểm. Hiện tại mình đang ở mặt sau nên là đỡ, chứ còn mà tí nữa mình qua mặt trước kia thì ghê lắm. Ôi trời, mà xem nè, những cái quy hoạch của nó vẫn còn nguyên, cả kia những cái ao nước còn nguyên, những cái bậc thang, những lối đi, kênh nước, lối thoát nước các kiểu, và có cả đài phun nước luôn, làng mạc các kiểu. Xem đường đi của nó nè. Hello, no, from Vietnam. Yeah. Ok, đây là cái cây huyền thoại của mình các bạn. Đây là cây huyền thoại của mình từ 5 năm trước. 5 năm trước có người chụp ảnh ở đây. Hiện tại có một mình ở trên này thôi, tại vì nó mưa rồi. Mình cũng muốn xem ở trên này nó như thế nào. Chứ còn mà đợi thì có thể là tới tối nó vẫn không có ngừng mưa được. Wow, trên này là một không gian khác. Đây là pháo đài và cung điện của nhà vua hồi xưa nằm trên này. Đây là một quần thể luôn. Ở đây người ta nói là mình không được đi ở trên cái đá này, vì đá này là 1600 năm rồi, nguyên gốc của nó ở trên này. Mưa rồi các bạn. Wow, rất là rộng luôn. Hiện tại mình đang cố gắng mình review cho bạn xem, mặc dù bây giờ trời đang rất là mưa. Từ bên trên đây là nhìn xuống được dưới hết luôn, toàn cảnh luôn các bạn. Cao chưa kìa. Nếu mà đi vào thời tiết tốt thì view ở đây cực đỉnh luôn. Khu này rất là rộng. Bạn xem đây có một cái hồ nước rất là lớn, và người ta quy hoạch đường đi xuống nè, rất là rõ ràng, tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết. Mưa mây bắt đầu giăng lối rồi, trời thì mù tịt luôn rồi các bạn, tối đen luôn nè. Đây là người review có tâm nhất hiện mặt trời nha các bạn. Ôi trời ơi, mưa quá trời mưa hết. Mưa ướt hết rồi các bạn. Anh xem bên kia có con khỉ nè. Ở đây động vật rất là nhiều và động vật hoàn toàn là tự nhiên, tại vì ở đây người ta yêu động vật và người ta bảo quản rừng quốc gia, bảo tồn động vật rất là nhiều. Anh xem con khỉ nè. Bây giờ thì mọi người đã đợi không nổi và mọi người phải lên trên này, bởi vì mưa như thế này không biết khi nào mới dừng nên là phải lên thôi. Đã đến đây rồi thì mọi người phải đều muốn lên trên này, cung điện của hồi xưa nhà vua ở thế kỷ thứ 5 lận. Mưa ướt hết rồi, không có áo mưa các bạn, áo không chống nước luôn. Một cái sự quy hoạch đầu tiên ở trên thế giới, và là cổ nhất trên thế giới, và là tồn tại lâu nhất và được bảo tồn cho tới ngày hôm nay luôn, và nó vẫn còn nguyên. Ở dưới kia rất là rộng, khu này là bằng phẳng hết luôn, mà tự nhiên có một hòn đá rất là cao và trên đây có thể nhìn hết toàn cảnh ở bên dưới, không thể nào mà đi hết được. Bây giờ cũng tối rồi, với lại mưa to gió lớn luôn. Khu này là trống lỏng trống thiên luôn, nên là gió rất là lớn. Phải lại mấy cây này núp thôi các bạn. Đây là một cây rất là to nên là mình sẽ không ở đây các bạn. Ở ngoài sợ nó hút thiên lôi nữa. Mọi người được coi đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới, còn sót lại từ thời cổ đại luôn nha các bạn. Có rất là nhiều câu chuyện và những cái sự hiểu biết của người ta, văn minh của người ta còn tồn tại ở đây, sót lại ở đây. Rất là hay. Ôi trời ơi, mưa tầm tã luôn. Wow, mình đang đi một vòng cái đường này. Mình sợ ba lô của mình bị ướt các bạn, nên là không được. Đã đến Sri Lanka rồi thì mọi người phải đến đây cho bằng được. Và đây là biểu tượng của Sri Lanka. Đây là lối đi. Nó sẽ cố gắng làm bằng những cái sắt thép rất là tách biệt như thế này để bảo quản được kỳ quan thế giới này. Đi lên là một lối khác các bạn, và đi về là một lối khác. Và bạn xem đường ở đây rất là khô luôn, không có một tí dấu hiệu của mưa luôn, vì ở đây là nằm bên trong cái tảng đá như thế này. Tảng đá này che mất rồi. Tuy là mưa to gió lớn nhưng mà ở đây là hướng khúc của gió nên là mưa nó không tạt vào được trong này. Và đi về thì người ta bảo mình đi đường này, đi lên là đường khác mà đi về đường khác, để mình có thể ngắm hết được cái quang cảnh ở nơi này, phân luồng được luồng đi lên và luồng đi xuống cho nó an toàn. Xem đi xuống tương đối là nhẹ nhàng. Wow, con chim nè, con chim nó bay, nó mới vào tược bớt. Wow, bị gió bay đập vào tường. Con chim nó vừa đập vào tường và nó rớt xuống đây. May nó vẫn còn đủ sức để nó bay tiếp lên được các bạn, tại vì gió đây rất là mạnh. Giá vé thì rất là cao nhưng mà khu này thì khá là rộng. Ở đây thì người ta nói này, không chạm vào đá, không chạm vào gì hết, vì người ta muốn bảo tồn. Hôm nay là mùa dịch chứ không phải là mùa bình thường các bạn, nên mình cũng không biết là bình thường nó có thêm hoạt động gì khác không. Chỉ cần mà phá hủy một cái nhỏ của cái bức tường thôi, của tảng đá này nè, thì có thể là vào tù, cho vào tù luôn.
Đây là tài sản của quốc gia, không được chạm vào bất cứ cái gì ở trên hòn đá này, bởi vì đây là một cái biểu tượng của Sri Lanka và cũng là một biểu tượng du lịch của Sri Lanka, thu hút khách du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Ai đến Sri Lanka cũng sẽ đi cái này. Nhiều cái nơi khác có thể không đi, nhưng mà nơi này là người ta phải đi. Chưa đi nơi này thì chưa gọi là đến Sri Lanka. Như mình biết thì ở đây nó còn có những cái bức họa của những người phụ nữ mà người ta không biết nguồn gốc người phụ nữ được vẽ ở trên bức họa là ai, người ta không biết được. Nhưng mà những bức họa đó thì rất là hay và nó tồn tại 1600 năm rồi, không phải ít, nên là rất là quý giá và không ai được chạm vào bức họa đó. Người ta muốn bảo tồn có thể là vào tù luôn. Ở đây người ta làm một cái cầu thang thẳng đứng đi lên như thế này, người ta bắt vào đá như thế này để tạo một cái cầu thang xoắn ốc để đi lên thẳng đứng. Mình xem người ta làm để cho có thể là tham quan được, vừa bảo tồn mà vừa tham quan được. Và đây cũng là video review về kỳ quan thứ 8 của thế giới. Dù nó là không chính thức nhưng mà người ta ngầm định đây là một kỳ quan lớn của thế giới từ thời cổ đại cho tới bây giờ. Nếu các bạn thích video này đừng quên like, share và đăng ký theo dõi kênh. Bây giờ thì chào các bạn.